lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ do tướng rốt giáo không của thế gian cho chư phật nên gọi là mẹ của chư phật có khả năng chỉ rõ thở tướng thế gian cho chư phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng chỉ rõ tướng rốt giáo không của thế gian cho chư phật là gì này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ sắc là tướng rốt giáo không của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng rốt giáo không của thế gian nhĩ tý thể thân ý xứ là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng rốt giáo không của thế gian thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng rốt giáo không của thế gian sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng rốt giáo không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tĩ giới là tướng rốt giáo không của thế gian, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng rốt giáo không của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng rốt giáo không của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng rốt giáo không của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng rốt giáo không của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng rốt giáo không của thế gian, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão, tử, sầu, than khổ, yêu não là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ bố thí ba la mật đa là tướng rốt giáo không của thế gian tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư phật có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng rốt giáo không của thế gian pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật có khả năng chỉ rõ chân như là tướng rốt giáo không của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng rốt giáo không của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng rốt giáo không của thế gian cho chư Phật.